Thời điểm này phát hiện trong nhà có 18 nam nữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ một viên nén màu xám, một túi chất bột màu trắng, một thẻ ATM, một đĩa sứ màu trắng, một ống hút đã qua sử dụng. Đây nghi là các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tất cả những người liên quan đã được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra. Qua kiểm tra nhanh, có 10 người dương tính với ma túy.